Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ô tô. Có thể nói đây là chiếc xe ô tô quốc dân quý vị bạn nhé. Được mệnh danh là Toyota Thần Thánh ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Và đây là cái phiên bản Toyota Vios phiên bản E số sàn quý vị bạn nhé. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít động cơ xăng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Và chiếc xe này thì chắc quý vị các bạn cũng đã biết, ở thị trường Việt Nam mình thì phần lớn chắc là phải đến tầm 90% những chiếc xe Vios E số sàn hoặc là phiên bản limo đấy là chạy taxi, chạy dịch vụ quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là không taxi, không chạy dịch vụ, xe gia đình sử dụng. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 17 vạn km rồi. Chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua được, chúng tôi vừa mới nhận được chiếc xe này từ chủ xe đem ra đây. Và tôi đi qua về qua sân Mỹ Đình là tôi đem đây, tôi quay luôn cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Giờ chiếc xe này thì chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi tại 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 239 triệu đồng quý bạn nhé. Và chiếc xe được sản xuất năm 2010 với đời 2010. Chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa ạ, chúng tôi trả thẳng ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2010 số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E phiên bản 2010 này. Mời quý vị và các bạn. Thật không hổ danh là một chiếc xe quốc dân quý vị và các bạn ạ, hay còn người tiêu dùng Việt Nam còn gọi là những chiếc xe Toyota thần thánh đấy quý vị và các bạn ạ. Bởi vì sự bền bỉ của nó, bởi vì sự chất lượng của nó, và chính vì chất lượng và cái sự bền bỉ của nó cho nên là nó rất là giữ giá quý vị bạn ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E phiên bản bản E số sàn sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này quý bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị bạn cùng tôi đi xem một vòng quanh xe đây ạ. Đấy, chiếc xe này thì về cái phần ngoại hình, tức là cái phần thân vỏ bên ngoài là nó hơi xước sát một chút, nhưng mà quý vị các bạn ạ, trước sát này là cái việc thân vỏ rất là đơn giản quý bạn nhé. Thân vỏ chỉ mấy triệu là có thể sơn lại được một chiếc xe này thân vỏ như mới luôn đấy ạ. Đấy, sơn bên ngoài rất là đơn giản thôi, quan trọng nhất là về cái phần động cơ rồi đến cái phần máy móc mới là cái phần chính quý bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này động cơ thì quý vị bạn yên tâm, và nội thất thì cũng rất là đẹp rồi. Đấy, chỉ có phần thân vỏ, thân vỏ này là do chúng tôi chưa sơn gì cả. Chiếc xe này là tôi vừa mới mua về được cái đánh từ nhà chủ xe ra về đến sân Mỹ Đình này, cái là tôi đứng lại tôi quay luôn đấy quý bạn nhé. Đấy, nếu như có thời gian thì chiều nay hoặc mai kia thì tôi sẽ cho đi sơn về cái phần bên ngoài, còn nếu như không có thời gian thì tôi cứ để vậy tôi bán thôi. Nếu như mà tôi làm sạch sẽ đẹp đẽ lên thì giá thành các thứ nó lại cao hơn. Còn là như thế này thì tôi bán thì tôi sẽ bán với giá là 239 triệu đồng quý vị bạn nhé. Đấy, chỉ 239 triệu đồng thôi thì quý vị bạn được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Vios E 2010 này. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ nhé, không taxi, không dịch vụ. Đấy, về cái phần ngoại thất thì là nó hơi xấu một chút thôi ạ. Đấy, nó xước sát, nó cũng xước sát rất là nhẹ, rất là mỏng bên ngoài thôi quý bạn nhé. Đấy, cơ bản là cái nền đây quý bạn này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó cũng còn căng, cái nền rất là căng. Đấy, chưa có sơn lại nhiều đâu. Chúng tôi là gọi là nền rất là căng, hay là nhiều người đi xem là gõ thử và vỏ mỏng đấy ạ. Vỏ mỏng tức là chưa có bả matit, chưa có sơn nhiều. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài cũng còn rất là đẹp, tương đối đẹp đấy quý bạn ạ. Đó, chủ yếu là cái động cơ mới là phần quan trọng quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái đuôi gió đằng sau. Đấy, cái đuôi gió đằng sau này dán xanh đỏ tím vàng đây này là chủ xe lắp thêm đấy quý bạn nhé. Đấy, và đằng sau này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái cam lùi, camera lùi, đầu DVD, màn hình, camera lùi đầy đủ cả rồi. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Động cơ của chiếc Vios này là động cơ 1.5 lít
VVTi quý bạn nhé, động cơ VVTi và dàn lốp thì chủ xe cũng vừa mới thay cả một cái dàn lốp luôn quý bạn ạ. Đấy, rất là dày. Lốp trước đây quý bạn ạ. Đấy, cả dàn lốp này rất là dày nhá. Quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng yên tâm thôi. Dàn lốp này rất là dày rồi này. Không phải thay, không phải làm gì cả. Đấy. Rất là đẹp luôn. Phiên bản Vios E. Phiên bản E số sàn đấy ạ. Đấy, dàn lốp rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một dàn lốp mới tinh mà chủ xe mới thay này. Dày nguyên. Đấy. Cả dàn, chủ xe thay cả dàn lốp luôn quý bạn ạ. Đấy, hai lốp trước này nó mòn hơn hai lốp sau quý bạn nhé. Đấy, cái lốp sau vừa rồi rất là mới này. Rất là đẹp. Đấy, về cái phần ngoại thất thì là nó chỉ là tương đối thôi quý bạn ạ, nhưng cơ bản là không bị tai nạn, không bị va chạm gì cả. Đấy. Còn bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý bạn nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái này, cái cánh cửa chạy nhiều nhất này cho quý bạn cùng xem đây ạ. Đấy. Keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn nhé. Chúng tôi cam kết chiếc xe này nguyên bản này. Không chạy dịch vụ, không chạy taxi, không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước. Đấy, còn rất là đẹp. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên quý vị bạn nhé. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp. Đẹp từ cái táp bi đây quý vị bạn này. Táp bi cửa nếu như chạy dịch vụ thì những chiếc này nó mòn hết sơn luôn đấy quý vị bạn nhé. Đấy. Gương chiếu hậu gập điện, đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu đây, gập điện đây quý bạn. Đấy. Nội thất của những chiếc xe này thì chỉ được trang bị là nội thất nỉ thôi, nhưng mà chủ xe cũng đã làm thêm nội thất da ngay từ đầu rồi. Và bây giờ thì cũng đã cũ đi theo thời gian rồi quý bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn xem xe chạy nhiều hay chạy ít thì quý bạn có thể xem về cái phần nỉ trần này. Đấy, nếu như chạy taxi, chạy dịch vụ, chạy nhiều thì cái phần nỉ trần này không bao giờ nó đẹp, không bao giờ nó mới như này. Một chiếc xe chúng tôi vừa mới mua về chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp như này đây. Hay là vô lăng này. Đấy, vô lăng này. Rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, vô lăng này là không phải là vô lăng bọc da đâu. Nếu những chiếc xe vô lăng bọc da thì lại rất dễ xử lý, chỉ cần thay da là xong. Đấy, những vô lăng nhựa này rất là khó xử lý nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Đấy, chiếc xe được sản xuất và lắp ráp bởi công ty Tota Việt Nam và sản xuất năm 2010 đây quý bạn nhé. Đấy, sổ 2010. Ốc bản lề cánh cửa sau này. Đấy, còn nguyên hết này. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên này. À, trần này, nỉ trần rất là mới này. Nội thất da đằng sau này thì lại còn rất đẹp, tại vì đằng sau này ít người ngồi hơn. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ, chạy taxi thì cái nội thất đằng sau này nó cũng nát, cũng không khác gì cái ghế lái. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ những cái tay cửa này đều rất là mới luôn quý vị bạn nhá. Đấy, nhìn xe chạy nhiều hay chạy ít, chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ là chúng ta có thể biết được ngay, nắm được ngay luôn đấy ạ. Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Tôi sẽ nổ máy cho quý bạn xem về cái đồng hồ của chiếc xe này nhé. Đấy. Những cái đời cũ là đồng hồ được trang trí ở giữa luôn, được trang bị đồng hồ ở giữa xe luôn quý bạn nhé. Đồng hồ là đồng hồ điện tử rồi. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết là cái đồng hồ này là chúng tôi không tua quý bạn nhé. Vừa mới đánh ở nhà chủ xe ra đây là tôi chụp luôn đấy ạ. Tôi quay luôn đấy ạ. 17 vạn quý bạn nhé. Đấy. Camera hành trình này, đấy, chủ xe đã lắp camera hành trình. Và phía bên dưới là đầu DVD, camera lùi, đầy đủ hết cả luôn quý bạn nhé. Đấy, và cơ bản, quý vị bạn xem về cái phần nhựa này. Phần nhựa này, đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe không dịch vụ nhé, không taxi nhé, thì nó đẹp như này. Còn nếu như mà những chiếc xe taxi, nó còn khoan đục cả cơ quý vị bạn ạ. Đấy, phiên bản taxi thì gần như là cũng có chạy bản E này, nhưng mà chủ yếu những cái xe taxi là hay chạy bản limo, Vios limo ạ. Còn chạy dịch vụ thì từ bắt đầu từ những năm 2015, 2016, tôi nhớ không nhầm là từ 2015, 2016 lúc đấy thì bắt đầu là có cái dịch vụ taxi công nghệ. Nhưng taxi công nghệ thì người ta chỉ nhận những taxi đời cao thôi, chứ những cái xe đời này thì không chạy được taxi công nghệ, cho nên là không có taxi dịch vụ gì đâu quý bạn nhé. Xe chúng tôi là cam kết là xe gia đình. Đấy. Cần số này, tay phanh này. Đây, cần số đây quý bạn này. 17 vạn nó như này đây quý bạn nhé. Nếu như chạy nhiều những con xe taxi chạy 40 vạn tầm tuổi này, 2010 nếu như chạy taxi có mà 450 vạn rồi, có những xe là cần số không nhìn thấy số đâu nữa. Đấy. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rồi những cái phần nỉ trần này,
phần nhựa cho nó cái tấm chắn gương này đấy, còn rất là mới các bạn xem này. Nếu như mà chạy nhiều thì không bao giờ nó còn mới như này. Cái nỉ trần rất là sạch nhá. Chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi quay luôn cho các bạn xem đấy. Những cái này là chủ xe này, giấy tờ của chủ xe tôi còn chưa bỏ ra đây này, không biết chủ xe làm cái gì đây, chủ xe làm cái gì, giấy tờ còn đây này. Đấy, tôi chưa dọn đồ ra cơ. Chốc về là tôi sẽ dọn sau toàn bộ giấy tờ của chủ xe đấy, đồ đạc. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần cốp sau nhé. Phiên bản Vios E. Đấy, camera lùi này. Đấy, cốp sau này. Cốp sau từ những cái ốc chân cốp sau này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đây là những cái lỗ mà chủ xe khoan ra để lắp thêm cái đuôi gió này. Cái đuôi gió bên trên này lắp thêm quý bạn nhé. Nguyên bản nó không có đâu ạ. Keo chỉ còn nguyên bản này. À, những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết này. À, chưa có mất một phần keo chỉ nào cả nhé. Keo chỉ là nguyên bản này. Đấy, tất cả cái cốp sau này là còn nguyên bản. Và ở cái cốp sau này thì nhìn rất là dễ luôn quý bạn ạ. Nó không có cái tấm thảm, không có cái tấm nỉ ở đây, cho nên là nhìn rất là dễ này. Nếu như đâm đụng hay là va chạm gì cả là nó sẽ có vết ở đây luôn, nhìn thấy được luôn nếu như đâm đụng hay va chạm quý bạn nhé. Đấy, đằng sau đây quý bạn ạ, toàn đồ của chủ xe tôi còn chưa bỏ ra đây này. Đấy, những cái đồ của chủ xe còn nguyên. Bên dưới này là lốp sơ cua này, lốp sơ cua cũng còn rất là dày, rất là mới quý bạn ạ. Đấy, đằng sau này thì là ít mở ra cho nên nó hơi bụi bẩn đấy. Mà do chiếc xe này chúng tôi vừa mới lấy về, chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó cũng bụi bẩn là chuyện bình thường ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ này ra cho quý vị bạn cùng xem nhé. Cánh cửa sau bên phụ đây ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn nhé. Ốc bản lề, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn. Keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề nguyên bản này. Và cái phần nội thất này đằng sau này, từ trần, nỉ này cho đến những cái phần tắp lô, tắp bi ra này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ. Đấy, không va chạm gì cả cho nên là nó mới còn đẹp như này. Chỉ có mỗi bên ngoài là do xước sát 5 tháng sử dụng. Những người nào mà đi ô tô ở Hà Nội này thì quý vị bạn cũng biết rồi đấy, năm ít nhất phải sơn lại một lần. Nhưng mà chủ xe này chắc có lẽ mấy năm nay chẳng sơn gì cả, cho nên là cái đằng bên ngoài nó mới xước, vết xước nó nhiều, nó chồng lên nhau. Đấy, thành ra nó nhiều. Đây là cái tắp bi cửa phía trước bên phụ quý bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản đây này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề còn nguyên bản luôn. Tắp bi rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, tôi cho quý bạn xem là cái tắp bi nguyên bản, chưa dọn, chưa làm gì nó như này. Còn nếu như chạy dịch vụ rồi thì không bao giờ nó còn đẹp được như này đâu. Quý bạn xem về cái phần nhựa này này. Nếu như những chiếc xe taxi, quý vị bạn mà đi taxi là hay để ý những chiếc xe đời cao thì không nói, nhưng mà đời sâu ấy là nó mòn hết cái này đi. Nó đen xì vào cái phần nhựa trong rồi, nó không còn cái màu sơn tí nào nữa. Đấy. Và chiếc xe này thì nó còn nguyên bản và nó còn đẹp như vậy đấy ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa sau đấy ạ. Tất cả những con ốc này là còn nguyên hết này. Chưa có vết tháo, chưa có bị đâm đụng gì cả. Từ trụ cột A, B đến trụ cột C, đây là cột B đấy ạ, đều còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Bên ngoài chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, thì bên trong cột nó còn nguyên là cái điều đương nhiên ạ. Tôi đi xem xe cũ thì là tôi để ý nếu bên ngoài mà có vết thì bên trong dễ bị, còn là bên ngoài mà không có vết thì thường là bên trong cũng không bị đâu ạ. Đấy, nội thất này rất là mới, rất là đẹp, đẹp từ những cái phần nhựa này quý bạn này. Đấy, những cái phần nhựa này này. Xem là cốp có cái gì. Ui, cốp là đũa. Cốp vẫn còn đồ của chủ xe chưa bỏ ra, lát nữa tôi sẽ dọn xong. Đấy, từ những cái phần nhựa này. Đấy, những cái núm chỉnh điều hòa này, núm chỉnh nhạc này. Đấy, quý bạn thấy nếu như mà chạy nhiều hay là chạy ít là nhìn vào những cái phần này là chúng ta có thể đoán được luôn ạ. Chạy nhiều hay chạy ít nhé. Chiếc xe này là tôi vừa mới mua, đồng hồ là 17 vạn chuẩn đấy ạ. Tôi chưa tua đâu ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Vios E 2010 này thì cái phần ngoại thất thì nó là cái điểm trừ, nhưng được là cái điểm cộng lại là cái phần động cơ quý vị bạn nhé. Đấy, về động cơ thì tôi cho quý bạn xem về cái ốc cabo trước đã nào. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên bản đây này, chưa có một vết va chạm gì ở cái cabo này quý bạn nhé. Đấy, tem của nhà sản xuất này. Đấy, và cái cabo của phiên bản E 2010 này
thì cũng không có cái tấm chắn nóng ở đây đâu quý bạn nhé. Đấy, từ bản đời cao hơn hoặc là bản G nó mới có những cái tấm chắn nóng này. Đấy, bản E này thì không có, cho nên nhìn rất là dễ nè. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì mà có bàn tay con người tác động vào đây để sơn, để sửa, để gò lại thì nó sẽ để lại những cái vết nhá. Đây là những cái chấm hàn của nhà sản xuất đấy ạ, nó còn nguyên đấy ạ. Đấy, nếu như mà có người tác động vào đây để sửa chữa lại thì nó sẽ vết. Hơn nữa là cái tem đây ạ, đấy, dưới cái tem giấy này nha, nếu sơn lại là nó cũng sẽ bị mất cái tem này, hoặc là nó sẽ lem nhem ở cái cạnh tem. Đấy, và tem của TOTA đây ạ, đấy, còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, rồi đến những cái ốc xương tai này, ốc tai này cũng còn nguyên này. Đấy, xương đầu này còn nguyên luôn quý bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Đấy, ốc tai này còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Đấy, còn nguyên. Đấy, và cái điểm cộng, và cái điểm cộng của chiếc xe này đây quý bạn ạ. Cái điểm cộng là cái phần động cơ đây quý bạn nhé. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít và động cơ VVTi kết hợp với hộp số tự động 5 cấp quý bạn nhé. Và cái động cơ này chúng tôi vừa mới mua về mà chưa có dọn rửa tí nào cả. Bây giờ chúng tôi mà cho dọn rửa đi thì động cơ này nhìn nó lại mới, lại sáng choang luôn. Đấy. Và ốc đây quý bạn này, ốc chân máy cũng còn nguyên đây này. Nếu như một chiếc xe mà chạy taxi, một chiếc xe mà chạy dịch vụ 3-40 vạn km rồi thì những con ốc này phải tháo hết ra rồi, vì ít nhất phải thay cái cao su chân máy này. Chân máy này nó bằng cao su quý bạn ạ. Đấy, chạy nhiều là cái cao su này nó sẽ hỏng. Đấy, nó vỡ, phải thay. Và cái này là nó còn nguyên luôn đấy ạ. Từ ốc mặt máy nó cũng còn nguyên hết luôn quý bạn nhá. Đấy, nó bẩn quý vị các bạn. Không có nghiệp vụ thì là nhìn vào đây thì nó bẩn nên này chưa chắc đã biết được là nó đẹp hay không. Nhưng chúng tôi là thợ, chúng tôi nhìn bẩn là chúng tôi vẫn biết được là nó đẹp hay nó không quý bạn ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là chất luôn quý bạn nhá. Rất nhiều người mua xe lại muốn là thích nó mộc mạc, nó nguyên bản như thế này đấy ạ. Đấy, và tôi sẽ để chiếc động cơ này nó nguyên như này cho quý bạn đến xem xe. Và quý vị bạn nào mà không có nghiệp vụ để xem xe thì có thể đem vào hãng check, hoặc nhờ anh em quen biết người thợ nào đó có tay nghề đi xem hộ cho quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe TOTA Vios E 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới bên phải mặt góc màn ảnh của quý vị các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe TOTA Vios E 2010 này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 239 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.